Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Đây là mình đây, Hoàng Lộng. À, đây đây. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đến bài review. Như cái video trước tôi đã nói thì hôm nay tôi đã review Savior Valkyrie. Thì đúng hôm video này chúng ta cùng nhau review về Savior Valkyrie. Vì đây là một cái video mà tôi đã không giữ được cái hộp của con Savior Valkyrie nên nó sẽ giống như video của Astro's Brigand. Chính xác, chúng ta sẽ vào cùng nhau vào phần review bề mặt với cả review chi tiết luôn. Ta vào phần review chi tiết luôn, ta sẽ không dài dòng làm gì cả, bắt đầu thôi. Thì con Savior Valkyrie này là con bay khá là hay, đó, rất là hay. Ở bên ngoài trông nó rất là sang xịn mịn, rất là xịn. Và nó có một chức năng khá là hay là cái ring, cái blade của nó có đôi trước là cái blade nó có cái phần cao, cục cao su ở đây. Và nhưng mà khi mà các bạn chơi lâu thì con bay này sẽ va vào cái thanh sàn đấu, vào cái tường sàn đấu hoặc là vào các bay khác thì cái cục này nó sẽ tự bay ra. Và Takatomi người ta gọi nó thức tỉnh. Chính xác, thức tỉnh. Vì cái phần cao su này rất là dễ gãy, rất là dễ gãy. Chơi khoảng là chục trận thì bạn thấy nó lúc bắt đầu lung lay, nhưng chơi đến trận thứ 20 thì nó bắt đầu bị bung hẳn ra luôn. Nó gọi là có thức tỉnh siêu cấp, à không nhầm, xin lỗi, gọi thức tỉnh đó, không có gì khác cả, thức tỉnh thôi. Về phần chi tiết thì wow, nó quá hoàn hảo đi, nó cũng khá đẹp đi, nó không để nói nó quá xấu. Thì chúng ta cùng nhau vào Dynamite Core Valkyrie 1. Các bạn có thể thấy được cái video Prominence Valkyrie với cả video Ultimate Valkyrie. Bạn thấy tôi đã chia ra, bạn thấy mình đã chia ra là hai cái chip Dynamite Core Valkyrie 1 và Dynamite Core Valkyrie 2. Thì đây là Dynamite Core Valkyrie 1. Thì nó giống với cả, thật ra là cái kia giống cái này, cái con Prominence Valkyrie giống cái này. Cái chip, cái core của này nó có cao su, nó có lò xo, tôi không hay lên kịch bản, thế nên là tôi hay nó lẫn. Nó có lò xo, thế nên là nó rất vui, chơi mình rất là vui, đó, chơi đến đây. Đó, thì nó sẽ bị cất lại, lại như bình thường, đó. Rất là đẹp, màu vàng, để khi mà tôi thấy là cái phần bên ngoài này được sơn màu vàng, và vàng gold, thì tôi nghĩ là rất là đẹp, tại vì nó hợp với cái ba cái điểm ở đây, ba cái điểm màu vàng gold trên này, nhìn rất là sang chảnh, sang xịn. Đó. Lúc bạn mới mua về, cái điểm yếu nhất của con này là cái phần này, cái phần click này. Thì khi các bạn mới mua về thì các bạn chơi thì đương nhiên là nó sẽ nề các thứ, sai các thứ. Nhưng khi mà các bạn chơi đủ lâu thì các bạn nhận ra rằng là con này rất là dễ burst. Chính xác, rất dễ burst. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn luôn. Đó, như này đi. Thì theo như thường lệ, theo thông thường thì khi mà đến đây rồi thì con Valkyrie nó sẽ, khi mà nó xoay đến đây rồi thì nó sẽ bắn ngược lại đúng không? Nhưng không, con này xoay được 1, 2 là nó bay ra rồi. Có nghĩa là cái click này rất là yếu và nó không đủ mạnh để là một trận battle. Nếu như các bạn muốn sử dụng con này thì tôi nghĩ là các bạn nên sử dụng một cái đế metal hoặc là đế dash thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều khi các bạn sử dụng đế thường. Tiếp theo là Blade Savior. Thì như đã nói ở trên thì như nói lúc nãy thì cái ring này điểm đặc biệt ở chỗ là nó có khả năng thức tỉnh. Chính xác, thức tỉnh bằng cách nó thức tỉnh như thế nào, bằng cách ba cục cao su, ba cái điểm này, đấy, ba cục cao su, ba điểm này gãy ra, bung ra, gãy úc phát là nó đã thức tỉnh rồi. Chính xác là nó đã thức tỉnh rồi. Và cái blade này khá là đẹp. Nếu như các bạn muốn tạo ra một combo tấn công thì tôi nghĩ các bạn nên sử dụng cái blade này để cho một combo tấn công thì nó quá là hết sức chấm luôn, tức là nhức tách. Tiếp theo Armor 7. Thì tại sao nó lại 7 á? Thì bạn thấy cái điểm nổi bật đấy không? Đó, trên là 1, 2, 3, 4 điểm nổi bật. Dưới là 1, 2, 3, 3 điểm nổi bật. 4 có 3 bao nhiêu? 7, đúng rồi. Đây, cái armor này gọi là armor 7. Armor 7 tại vì nó có 7 cái điểm nó khá là nổi bật ở đây. 7 điểm màu xanh ở đấy. Thì cái armor này thì nó cũng khá là nhẹ.
nặng hơn theo như cảm nghĩ của tôi đấy nhá, không phải chung chung kiểu cảm nghĩ của tôi thì cái này có vẻ nó nhỉnh hơn, nó nặng hơn cái Armor 2, Armor 2 của Combello, cũng đủ để chơi, cũng khá là vui. Chơi nếu như chơi combo thì vẫn đủ bạn đến các bạn dùng đến, nhưng mà chỗ tôi thấy khá là ít người chứ không phải là không ai cả, khá là ít người sử dụng cái combo mà sử dụng cái Armor 7 này. Thường thường họ dùng Armor 2, Armor 2 vào trong mấy con về attack. Nhưng mà nếu như các bạn muốn đánh hay thì đánh trận mãn nhãn thì tôi nghĩ là các bạn vẫn nên chọn Armor 7. Thật là tôi khuyên thôi, tôi nghĩ thế thôi, chứ việc các bạn chọn nó hay không thì tôi không thể nào quyết định được. Đó là việc của các bạn, và các bạn chọn bất kỳ combo nào các bạn muốn, tôi chỉ là gợi ý thôi. Còn việc các bạn chọn hay không thì nó thực sự phụ thuộc vào bạn chứ không phụ thuộc vào tôi. Tiếp theo là đến Short. Đúng rồi, trước con này thì tôi nhớ là có một con bay mà máng con bay cũng có cái cơ chế nhảy lên như thế này, như là con bay Blade Bakuten Suit thì nó là vào con Dragoon thì phải. Tôi nhớ thế thôi, sai thì các bạn nhớ sửa cho tôi. Các bạn sai các bạn hãy sửa cho tôi đó. Thì tôi có biết còn đây thì là cái đế Short, chính xác là sau mấy mấy năm thì đế Short được ra đời. Dựa theo cơ chế là khá là to, nó đi kèm cái Dix luôn, nghĩa là bạn chơi cái này xong bạn không cần cái Dix nữa, mà bạn chỉ cần cái này thôi là bạn quá đủ rồi. Thì như thế nào, nó sẽ tùy trường hợp. Nếu như các bạn nghĩ rằng là đến cuối trận thì nó sẽ bắt đầu nhảy lên, không 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 hẳn là thế, không hẳn là thế thôi, tùy đến cách chơi của mỗi người. Thì theo những cách chơi của thêm tôi đã trải nghiệm hoặc là em tôi đã trải nghiệm thì con này nó có thể là nó nhảy ngay từ lúc đầu luôn, hoặc là nó giữa trận nó tự nhảy lên, hoặc là nó không nhảy. Nó có thể rất là ngẫu nhiên như thế, nó còn mà ngẫu nhiên như thế nó tùy thuộc vào đâu, nó còn tùy thuộc vào lực phóng. Nếu lực phóng của bạn quá mạnh thì cái này nhảy ngay từ ngay đầu trận luôn, còn nếu lực phóng của bạn vừa 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 đủ vừa chơi thì cái này giữa trận nó mới nhảy lên. Còn lực phóng của bạn thì cũng không mạnh lắm, khá là yếu đi, không hẳn là yếu, cũng xoay được, xoay khá là nhanh, nhưng mà nó lại không đủ mạnh như hai cái trên, thì cái này nó sẽ không nhảy lên tí nào cả, nó sẽ chính thức sẽ chơi đấu bền bỉ với các con bay khác luôn. Đó thì đây là cái dạng trước lúc chơi nhảy. Đó, nó sẽ có cái đầu nhỏ như này để chơi ấy mà, stamina mà, đúng không? Thì để chơi này thì để chơi cái này thì ta có cái đầu nhỏ nhỏ đó. Và đây là hình dạng sau khi nó nhảy lên, nó khác nhau rất là nhiều đúng không ạ? Nhảy lên như này, có cái lò xo ở đây, chúng ta thấy rất rõ đó. Rõ lò xo đây, nhảy lên và có thể thấy được rằng hai bên này thì nó có lò xo để giữ cái này lại đó, giữ cái này lại đó. Thì đó là cái đấy short của chúng ta cũng và nó cũng hết rồi, nó chỉ có một hai ba bốn bốn bộ phận thôi. Như thầy các con khen nó Dix này năm bộ phận, còn hôm nay chỉ có bốn thôi. Thì vì cái này có bốn bộ phận thế nên là ta cùng nhau đến bài đó, cùng nhau đến tổng quát luôn, tổng quát nhanh thôi. Tổng kết lại, con Xavier màu đẹp, phối màu rất là đẹp, chip core đẹp, armor đẹp, để driver của nó đẹp, tất cả đều đẹp và nó được làm không tì vết tí nào cả, rất là đẹp. Nhưng hãy nhớ cái điểm yếu chí mạng của con này là về cái phần click của nó, hãy nhớ nhá, là cái điểm yếu chí mạng của nó phần click. Nếu như các bạn cầm quyết định sử dụng con bay này trong một trận đấu tấn công thì tôi nghĩ là các bạn nên suy nghĩ lại và suy nghĩ thật kỹ thôi, và suy nghĩ thật kỹ về việc là mình có nên sử dụng con này vào trong trận đấu đấy không. Chính xác rồi, tại vì tôi đã nói vừa nãy là cái điểm yếu chí mạng của nó là dễ burst, hai click là nó burst rồi, là nó nổ rồi. Thì bạn thử nghĩ đến trường hợp đấy xem, là khi mà các bạn đang chơi thì này thì bỗng nhiên đối thủ đánh cho hai cái hoặc đánh một cái thôi là nó burst rồi, thì đối thủ được hai điểm của mình thì không được cái gì cả. Thì tôi nghĩ là xin lỗi nhìn cái giọng này, thì tôi nghĩ là chúng ta nên cân nhắc thật kỹ khi mà quyết định sử dụng Savior Valkyrie. Nhưng mà nếu như bạn mới mua hoặc là kiểu mới chơi thì không sao, không sao, điều đó không sao cả, bởi vì khi mới mua về thì con Savior Valkyrie nó rất là mạnh. Còn ý tôi nói là đây là sau khi chơi lâu rồi, ý tôi nói là đây để không tránh hiểu bị tránh bị hiểu nhầm, thì sau khi chơi lâu rồi
thì nó mới hiện ra hiện trạng là hai click rồi nổ. Chính xác là nó sẽ ra hiện trạng là hai click rồi nổ. Còn nếu các bạn mới chơi hay mới mua này về thì không sao, thoải mái. Nhưng mà nếu chơi lâu rồi thì tôi nghĩ các bạn nên cân nhắc về vấn đề sử dụng con này trong một trận đấu tấn công. Còn nếu như sử dụng một trận đấu bền bỉ, well, phóng làm sao cho nó không bật cái đế này lên là được, cái driver lên là được, là bạn thắng chúng nó rồi. Đấy, có bền bỉ khá cao đó. Tôi không nói đùa đâu, tôi nói thật là cái độ bền bỉ của cái này nó rất là cao đó. Để sau này khi mà để chế độ đó, khi mà gập xuống thì cái độ bền bỉ nó lại cao lắm, cao cực luôn, đủ để các bạn solo với bất kỳ bố con nào. Nhưng khi mà nó bật lên rồi thì nghĩa là các bạn thua rồi đấy. Xin lỗi, có thể là bạn sẽ thắng, nhưng mà có thể là bạn sẽ thắng nhưng mà nó sẽ kiểu tỷ lệ nó sẽ thấp hơn tỷ lệ bạn thua ấy, tại vì khi nó bật lên nó sẽ cao hơn và dễ bị đánh hơn, và cộng thêm cái nó chuyển sang dạng tấn công, nó tấn công liên hoàn. Và như tôi đã nói rồi, nếu các bạn chơi lâu thì khi mà con này có những cái điểm yếu chí mạng là sau khi chơi lâu thì con này nó phát sinh ra một cái điểm yếu chí mạng là dễ burst, mà nó lại chuyển sang dạng tấn công liên hoạt, thế thì nó có thể sẽ burst bất cứ lúc nào, hoặc là sẽ bị hết cái hết quay ngã xuống spin finish, hoặc là bị đối thủ đánh cho bay ra khỏi sàn, hoặc tự dậy ra khỏi sàn để đưa đối thủ được over finish, đúng không? Thì chúng ta phải nghĩ không, tôi khuyên các bạn thì nếu như mà mua về để trưng thì tôi khuyên các bạn vẫn nên mua về để trưng, hoặc là mua về để chơi đó. Nhưng mà chơi với một combo khác nhé, đúng con Astro Spirit ơi, tôi không thiên vị con nào cả. Astro Spirit tôi video trước tôi cũng nói là con bay Astro này thì phải đấy, thì phải thay đổi cái đế để làm sao cho nó mà mạnh hơn. Thì con thì cái con này cũng vậy đó, thì con Valkyrie này cũng vậy, các bạn nên sử dụng cái driver dash thay là một cái driver metal thì nó sẽ phát huy hết cái công dụng của cái core này đó. Giống như cái lúc mà tôi review con Prominence Valkyrie over Atomic Dash, thì cái đến Dash đó, cái driver Dash đó nó tận dụng gần như là hết cái công lực của cái core này rồi. Thì tôi nghĩ là tôi khuyên là các bạn vẫn nên mua để chơi đi. Beyblade mà nó là vô hạn, khi bạn mua rồi các bạn hãy tìm tòi và nghĩ ra một combo cho riêng mình, làm sao cho con Valkyrie của bạn là con Valkyrie khỏe nhất. Chính xác, Beyblade là vô hạn. Cái đó là cái Beyblade này mục đích chính là đấu quay, nhưng mục đích phụ của nó để cho bạn sáng tạo ra, khiến các bạn cảm thấy sáng tạo lên rồi chế ra những combo gọi là độc nhất vô nhị của bạn đó. Nhưng là video đến đây cũng là hết rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem đến cái giây phút cuối cùng này. Nếu như các bạn cảm thấy nó hay thì hãy cho tôi một like, một share, một subscribe và để lại phần bình luận cho tôi biết. Còn nếu như các bạn cảm thấy không hay thì các bạn có thể cho tôi một dislike và một phần góp ý to nhỏ, một phần góp ý to hay một phần góp ý nhỏ được, bạn có thể chửi tôi làm cái gì cũng được, nho nhỏ bạn cứ góp ý thôi trong phần bình luận và tôi sẽ là người đọc, tôi sẽ rút kinh nghiệm và làm cho một cái video sau nó tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video này và video sau tôi sẽ review con bay khá chất lượng, đúng rồi, một con bay chất lượng khác. Nó chính là con bay Red Bahamut. Bạn biết Red Bahamut ở phần GT đúng không? Thì video sau sẽ không phải Dynamite nữa mà là phần GT Red Bahamut. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video này một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.